Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây thì các nhà chức trách Hải Phòng đã khuyên người dân khi cần đến sân bay Nội Bài Hà Nội hãy gọi xe cứu thương 115 để di chuyển, dù cước phí đắt hơn so với đi taxi nhưng có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, tránh trường hợp người thân trở lên sân bay khi quay về Hải Phòng lại phải cách ly tập trung. Theo anh Trần Minh Hoàng, 34 tuổi, Việt kiều quốc tịch Phần Lan chia sẻ, anh mua vé khứ hồi về quê ở Hải Phòng từ tháng 2, đến nay thời gian nghỉ đã gần hết và sắp phải quay lại châu Âu. Tuy nhiên, các biện pháp cách ly xã hội của thành phố khiến anh chưa biết làm cách nào để lên sân bay Nội Bài. Theo anh Hoàng thì bến xe khách ở thành phố đã đóng cửa, taxi bị cấm hoạt động từ nhiều ngày trước, còn xe cá nhân muốn ra khỏi địa phương thì vướng hai quy định của thành phố là người Hải Phòng ra tỉnh ngoài phải xin phép và người từ vùng dịch là địa phương có người mắc Covid-19 muốn vào thành phố phải cách ly tập trung 14 ngày. Anh Hoàng cho biết giấy phép ra tỉnh có thể xin được, nhưng người thân, bạn bè không ai dám giúp trở lên sân bay Nội Bài vì họ sợ khi từ sân bay về sẽ bị đưa đi cách ly tập trung 14 ngày và phải trả phí dịch vụ cách ly. Trước vấn đề này thì ông Phạm Hưng Hùng, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết hiện lực lượng chức năng đã mất dấu ca bệnh F0 là nguồn lây nhiễm nCoV ra cộng đồng. Vậy nên các trường hợp như anh Trần Minh Hoàng hãy gọi xe cấp cứu 115 để di chuyển lên sân bay ở Hà Nội, tránh việc người thân trở đi khi quay về phải cách ly tập trung. Cũng chính vì vậy mà anh Hoàng cho biết sẽ chọn phương án sử dụng dịch vụ của xe 115. Trước đây, cước phí trung bình mỗi chuyến xe cấp cứu 115 từ Hải Phòng đến trung tâm Hà Nội là hơn 2 triệu đồng. Lên sân bay Nội Bài có thể cước phí cao hơn do quãng đường dài hơn. Bên cạnh đó, thì để phòng chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hải Phòng cũng đã lập hàng loạt chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào, ban hành mẫu giấy xác nhận cho xe ra tỉnh ngoài nhằm hạn chế người dân đi lại. Theo đó, thì chủ xe phải ghi rõ loại xe, biển số, tên chủ xe, địa chỉ, số điện thoại, số người đi trên xe, nơi đến và lý do. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện chỉ cấp giấy nếu chủ xe, những người đi trên xe sẽ cam kết cách ly 14 ngày khi trở về thành phố từ vùng dịch, đồng thời phải chịu toàn bộ chi phí cách ly. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé!